nó cháu. Đây cũng có cháy luôn. Nó sao thì cháy? Không biết, lúc có bán cá về xong thấy nó cháy. Ai đốt đấy? Cô biết à? Không biết, lúc thấy cái thuyền nó xuống. Cho con ngủ đây à? Thì em đi làm lại. Đi làm đi. Cô có đi vậy, em đi làm à? Cô đừng thấy mua cái cân này. Đây. Đi đâu ạ? Còn đi đâu? Bây giờ con lên rừng làm liều xong làm bánh. Có ba mà có cắt à? Con đi à? Ờ. Ăn cá con. Không ăn đâu, con đi con làm liều. Đi cẩn thận á, làm được cẩn thận á.